Ở vòng tứ kết, chúng ta được chứng kiến một cặp đấu thực sự là kinh điển giữa Real Madrid và Manchester City. Đôi bên bất phân thắng bại trong cả lượt đi lẫn lượt về và chỉ có thể được biết người có tấm vé đi tiếp nhờ loạt đá phạt đền. Chính vì thế, các cổ động viên có phần tiếc nuối vì cho rằng trận đấu đó đã là toàn bộ tinh hoa của mùa giải này. Song đừng vội nghĩ thế, bởi những lá thăm đã sắp xếp cho chúng ta một nhánh đấu cực kỳ hấp dẫn. Khi Real Madrid hạ Man City và Bayern đánh bại Arsenal, thì trận bán kết sẽ là cuộc đọ sức đầy duyên nợ giữa kênh kênh trắng và hùm xám. Xen về thành tích đối đầu xuyên suốt lịch sử Cúp C1 Champions League, họ cũng so kè quyết liệt với 12 chiến thắng cho Real Madrid, 11 chiến thắng cho Bayern Munich cùng 3 trận hòa. Lần gần nhất chạm trán giữa hai đội diễn ra tại bán kết mùa 2017-2018, Real vượt qua Bayern với tổng tỷ số 4-3. Đôi bên hòa nhau 2 đều lượt đi và Real thắng 2-1 lượt về. Một năm trước đó, chính Real đã loại Bayern ở tứ kết Champions League sau khi kênh kênh trắng thắng 2-1 lượt đi và 4-2 ở lượt về sau hiệp phụ. Real vẫn còn cơ hội để giành cúp vô địch La Liga và Champions League. Trong khi đó, khát khao của Bayern còn lớn hơn nhiều. Harry Kane và các đồng đội chỉ còn mỗi Champions League để chiến đấu sau khi đã bị loại khỏi cúp vô địch Đức và mất chức vô địch Bundesliga vào tay Bayer Leverkusen. Cộng gồm cả những món nợ trong quá khứ, có thể tin rằng trận bán kết này cũng xứng đáng với tầm vóc của một trận chung kết sớm. Bayern đã chuẩn bị cho màn đọ sức này thật sự kỹ lưỡng, dù chẳng còn mục tiêu gì tại Bundesliga. Song, thầy trò Thomas Tuchel đã không buông lòng. Họ đánh bại đối thủ cực kỳ khó chịu Frankfurt với tỷ số 2-1, đều do công của người sao sáng nhất mùa này, Harry Kane. Có thể nói, Bayern mùa này vẫn còn đứng thứ nhì Bundesliga là nhờ có tài năng của Kane. Bayern đầu hàng trước cuộc đua vô địch Bundesliga, nhưng với Kane, anh không có đối thủ ở cuộc chiến cá nhân. Chiến sút người Anh tiếp tục duy trì khả năng sân bàn ấn tượng khi ghi cú đúp vào lưới Frankfurt. Kane lập kỷ lục trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn hoặc kiến tạo vào lưới mọi đội bóng mà anh đối mặt ngay trong mùa giải đầu tiên chơi bóng ở Bundesliga. Tiền đạo 30 tuổi đã ghi 42 bàn và có thêm 13 kiến tạo cho Bayern Munich trên mọi đấu trường. Tính cả sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp, Kane chạm mốc 400 bàn thắng cho câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Bên cạnh phong độ cực cao, Kane còn có động lực rất lớn ở Champions League, bởi đó là cơ hội để anh chấm dứt sự mỉa mai của người đời. Họ dùng tên anh như một định nghĩa về một cầu thủ cả đời không có nổi một chiếc cúp nào. Với danh thủ như Kane, đó là nỗi đau rất lớn. Tất nhiên, việc Bayern mất chiếc cúp 11 năm liên tiếp đúng vào thời điểm Kane cập bến không đồng nghĩa với việc tất cả là tại anh. Nhưng như đã nói, cựu tiền đạo Tottenham Hotspur hiểu rằng cách chứng minh tốt nhất là giúp Bayern Munich vô địch Champions League, giải đấu khó nhất và cũng là cơ hội duy nhất còn lại của hùm xám ở mùa này. Phong độ của Kane ở Champions League cũng rất ấn tượng với 7 bàn và 3 kiến tạo sau 10 trận. Thế nên nếu muốn xây lưới Real trong trận lượt đi, Bayern cần Kane chơi đúng với phong độ của anh. Huấn luyện viên Thomas Tuchel chắc chắn cũng biết rằng đá sân nhà lượt đi đồng nghĩa với việc sẽ phải hành quân đến Bernabeu tại lượt về. Đó là điều mà chẳng câu lạc bộ nào muốn. Man City mạnh kinh khủng là thế. Họ đã tiến rất gần chiến thắng ngay tại Bernabeu, nhưng sau cùng, Real vẫn không cho điều đó xảy ra. Và những gì xảy ra sau đó là lịch sử. Giờ thì nhiệm vụ của Bayern là phải đạt kết quả tốt nhất có thể tại Allianz Arena. Mùa này, dù nhìn ở bất kỳ khía cạnh nào thì trừ vị trí của Kane, còn lại thì Bayern đều không ổn. Đã vậy, họ vừa đón một tin sét đánh về tình hình lực lượng. Theo đó, Konrad Leimer và Matthijs de Ligt đã phải bỏ lỡ trận đấu với Frankfurt vì những vấn đề khác nhau. Leimer rời sân ở phút 28 sau một va chạm, trong khi De Ligt cũng bị thay ra vào đầu hiệp thi đấu thứ hai. Khi được hỏi về tình hình của bộ đôi trụ cột sau trận đấu, huấn luyện viên Thomas Tuchel đã đưa ra những cập nhật. De Ligt cảm thấy đau dây chằng đầu gối, còn Konrad Leimer bị treo mắt cá chân và dính chấn thương. Cả hai người họ đều quá đau và không thể tiếp tục thi đấu. Chúng ta sẽ phải chờ kết quả kiểm tra y tế để đưa ra kết luận. Hy vọng rằng họ có thể kịp quay trở lại vào thứ ba. Các phóng viên phát hiện De Ligt đã di chuyển tập tễnh rời sân vận động với một bên đầu gối đang phải băng bó. Khi được hỏi về tình hình của bản thân, trung vệ người Lan cũng tỏ ra không chắc chắn. Cầu thủ này cho hay: "Tôi không biết có thể ra sân vào trận đấu tới hay không. Chúng ta sẽ phải chờ đợi. Song đừng vội cho rằng như thế là Bayern sẽ thua. Thứ nhất, Thomas Tuchel hơi lởm ở đấu trường quốc nội, nhưng ở châu Âu, ông là một tay trời đáng gờm. Ông giúp PSG vào chung kết đầu tiên và duy nhất tính cho đến nay. Ông đưa Chelsea vô địch lần thứ hai trong lịch sử. Và giờ thì dẫn dắt Bayern vào bán kết dù không được đánh giá cao. Ngoài ra, đẳng cấp của Bayern, một đại gia thường xuyên tiến sâu ở Champions League, đã được thể hiện rõ nét trước Arsenal. Ai cũng nghĩ pháo thủ sẽ ăn chặt hùm xám, nhưng không. Sau khi hòa 2 đều trên sân đối thủ, Bayern đã giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà ở lượt về. Chung cuộc, họ giành quyền vào chơi bán kết với tổng tỷ số thắng 3-2.
Không phải ngẫu nhiên đội chủ sân Allianz Arena đang sở hữu nhiều Champions League thứ 3 trong lịch sử, chỉ sau AC Milan và chính Real Madrid. Còn ông vua của Champions League sẽ mang đến bộ mặt nào khi hành quân đến nước Đức đấy? Có lẽ rất khó để biết Real Madrid sẽ đá như thế nào trong trận lượt đi vì họ quá khó để bắt bài. Trận lượt về với Man City trên sân Etihad, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã khiến tất cả phải ngỡ ngàng khi ông xô quân lên tấn công và có được bàn thắng mở tỷ số chứ không phải là Man City. Đó là bằng chứng cho thấy Ancelotti lắm mưu nhiều mẹo ra sao. Ẩn sau cái mạc chỉ do quản trị phong thái đổ là một bộ não chiến thuật đại tài. Đâu phải ngẫu nhiên Ancelotti là huấn luyện viên thành công nhất lịch sử Champions League. Và để chuẩn bị cho ngày tái ngộ một đội bóng từng hắt hủi mình, Ancelotti cùng các học trò đã có màn chạy đà hoàn hảo. Làm khách trên sân của Real Sociedad, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã để các trụ cột được nghỉ ngơi trên băng ghế dự bị và tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ thi đấu. Điều này đã khiến cho đội khách bị Real Sociedad dồn ép ngay từ những phút đầu tiên. Mặc dù vậy, kiên trắng vẫn quá đáng sợ. Phút 28, xuất phát từ tình huống chơi bóng chính xác của Tchouaméni cho Carvajal, hậu vệ người Tây Ban Nha càng ngáng như đặt cho tài năng trẻ Arda Güler dứt điểm ghi bàn. Sau đó, dù có tấn công kiểu gì đi nữa thì Real Sociedad cũng đành bó tay trước Real. Với 3 điểm có được, đoàn quân của huấn luyện viên Carlo Ancelotti tiến gần hơn đến ngôi vô địch La Liga với 84 điểm, hơn đại kình địch Barca đến 14 điểm. Chiến thắng này cũng giúp cho Real Madrid có màn chạy đà hoàn hảo trước khi làm khách trên sân Allianz Arena của Bayern Munich trong trận bán kết lượt đi Champions League. Ao lên tấn công chớp nhoáng, ghi được bàn thắng rồi ung dung nhìn đối phương quằn quại chết. Đó là Real của Ancelotti. Real Madrid thường không tạo ra sự áp đảo từ thế trận đến lối chơi, đôi khi lép vế cả về con người, song vẫn giành chiến thắng chung cuộc. Tính thuyết phục trong màn trình diễn của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha rất thấp, nhưng khi sự may mắn lặp đi lặp lại nhiều lần, không ai cho đó là may mắn và đối thủ phải tự hoài nghi. Khi nói về hiện tượng, sự vật, sự việc khó lý giải, con người ta thường đề cập đến khái niệm trừu tượng hoặc siêu nhiên. Trong trường hợp Real Madrid, giới truyền thông ví là chân mệnh đế vương. Chân mệnh hay không khó nói, nhưng bản mệnh là có. Bắt đầu từ cái tên, Real Madrid được mệnh danh là đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, từng đội bóng đại diện cho Hoàng gia, mà Champions League được gọi là giải đấu cho các nhà vô địch. Thế nên, đây cứ như sân khấu được dọn sẵn cho Real Madrid vậy. Trước cuộc đối đầu quan trọng này, kênh trắng lại đón nhận tin cực vui. Theo đó, huấn luyện viên Ancelotti cho biết thủ thành của họ Thibaut Courtois đã sẵn sàng trở lại sau chấn thương. Anh ấy khỏe, tôi nghĩ anh ấy sẽ sẵn sàng cùng chúng tôi vào tuần tới, tới Munich và anh ấy có thể thi đấu với Cadiz, ông Ancelotti nói trong một cuộc họp báo. Dù vậy, khả năng để nhà cầm quân người Italia trao cuộc bắt chính cho Courtois trước khung sám không cao, bởi thủ môn Andre Lunin vẫn đang thể hiện phong độ ổn định xuyên suốt thời gian qua. Ai sẽ chiến thắng trong cuộc đọ sức này đây? Thật quá khó đoán, nhưng chúng tôi nghĩ là một kết quả hòa sẽ xuất hiện. Bạn nghĩ tỷ số sẽ như thế nào? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.